Rồi hôm nay là bắt của ông trên cây vú sữa nha các bạn. Ngon lúc ở trên nè. Đây có mấy chú đàn coi nha các bạn. To không nhỉ? Ô ông quá trời già luôn rồi. Sâu luôn rồi. À, mật rất là to luôn nha các bạn. Mật nhiều ơi. Đây. Mật rất là to luôn nha các bạn, nó phình ra cả cái gang tay luôn à. Đây mà các bạn có thể thấy nè. Đây hơi quay hơi khó thấy nha các bạn. Ủa ông chưa có khô mật. Còn mật. Mật phình ra quá trời luôn nha. Đây. À nó chưa khô hơn nè. Chiều tao nhỏ nhưng mà rất là khủng nha bạn. Chơi qua chơi. Hơi khó cắt mật nha.
đây vật mặt đây, lá tay vật mặt luôn nha, đông như trong quá trời. Tính đâu nó khô mà nó không khô. Ba lít trên nữa. Vô được. Vô xuống tới đây rồi. Xuống tới. Đây, một mặt rất là khủng luôn các bạn. Mặt đỏ ao luôn rồi. Dạ. Nguyên cục này mặt không ăn. Rồi. Mà lấy về mai mốt được ngỡ nữa không? Ở. Đấy, đấy cần thử cái mấy ký. Này nó là nó cục mặt riêng rồi. Rồi ạ. Cái phản nha. Cái hồ lấy phản ra cái anh hồ. Ủa sao không mày? Sao không hay bên đây có không? Quá! Mày không dạng trước mày đặt. Mày thấy mặt chưa? Phình ra hơn một gan tay luôn nha. Để nắp hết trên. Cần thử cái mấy ký rồi cái hả? Không quay phim rồi. Dạ hả? Dạ hả? Trời ơi, mấy người chèo hay thiệt. Đến là chưa chèo, để cho sửa chín ăn. Nó cầm lên cái hộp, cầm lên. Phải sớm